Đây là trên YouTube nhiều video. Bây giờ xem lại video của mình cũng cảm thấy nó dài dòng nên hôm nay là mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn hiểu đi đại khái tất cả những chức năng mà trên KRB 102 có được để các bạn có thể rút ra để mình có thể mình mua hàng nha. Giờ mình sẽ đi xuống KRB 102. Chung cái dòng 102 là nó hàng nó hot mấy năm nay các bạn. Từ 2018, 2017, 2018 nó đã hot rồi. Này. Thì đây là cái bộ phận ghi âm. Mình cũng sử dụng mấy cái lần trước để mình test cho các bạn nghe cái âm thanh thật ấy. Thì mình sẽ sử dụng cái bộ phận ghi âm này mình ghi âm luôn. Thì đầu tiên cái RV102 này á thì nó sẽ có kiểu dáng cổ điển nhưng mà mang cái âm thanh của hiện đại ha. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai là mình đã nghiên cứu kỹ rồi. Thằng Roland RB102 này á, nó là một cái đàn mang cái công nghệ bàn phím pha 4 cơ bản nhưng có ivory luôn. Tức là mô phỏng giống cái này giống như là bàn phím nó giống với cái cây 501 á các bạn. Giống với cái 501, nó cũng đầy đủ những chức năng phím nặng nhẹ này kia, nó cũng y gan như 501 và nó có hai mức độ nặng nhẹ, hai cái nấc giống như đàn cơ, đàn ren á. Xuống một nấc nữa, cái key deep ấy, nó sẽ có hai nấc để chúng ta tạo cái cảm giác chơi cái bàn phím nó đậm hơn. Cái thứ hai là nguồn âm thanh supernatural, tức là dạng như là các bạn cứ suy nghĩ đi, cái cây cầu tuột với một cái bậc thang, bạn ngồi xuống bạn tuột những bậc thang thì nó có những cái nấc thang ấy, nó cứ đập, mình có cảm giác khó chịu, tức và đau. Còn riêng cái cầu tuột á thì mình tuột thẳng một cái xuống tới dưới luôn, nó không có vấn đề gì hết. Âm thanh của cái supernatural và không phải supernatural nó cũng tương tự như vậy. Supernatural thì nó trôi chảy hơn, nó nghe êm dịu hơn, rồi dạng như vậy. Thì trên cái cây này nó cũng tích luôn cái lo đó là 6W, hai lo 6W. Hai cái lo 6W này á, đối với nguồn supernatural á, thì nó chỉ truyền tải ra được khoảng 80% cái bản chất của cái nguồn âm thanh supernatural. Tại vì cái loa mà nếu mà để truyền đạt tầm 90% thì các bạn phải có cái loa ít nhất cũng phải 12W, giống như 302 hoặc là mấy dòng HB 24W này kia thì cái nguồn âm thanh nó sẽ dày hơn. Đó là nguyên nhân tại sao những cái cây đàn mà 302 đầu tiên âm thanh nó sẽ tốt hơn là do cái loa. Thì cái bàn phím pha 4 và nó sẽ được tích vào 3 chế độ, tức là chế độ chia đôi bàn phím nè, hòa âm nè, và hai người chơi trên một cái bàn phím, tức là nó sẽ tách từ đô này và đây là một cây, lo bên đây sẽ nghe từ đây, từ đô này qua lên đây là một cây để cho hai người cùng nhau cùng tập ấy. Đó. Thì ngoài ra cái đàn này nó cũng giống như những cái đàn khác thôi, nó cũng có ba cái pedal tạo tiếng vang, pedal muốn ngân một cái nốt nào đó, và một cái pedal nữa là để cho nó giảm lại cái lực của mình, tức là cái âm thanh nó nhỏ đi. Đó là ba cái pedal chính trên cái Roland 102. Thì cái chiều cao của cái chiều dài, chiều ngang này nè của cái đàn là khoảng 1m3, 1m4, còn chiều cao là khoảng 1m, và cái chiều độ, cái độ sâu này nó tầm khoảng 50 cm. Đấy, rồi tất cả về cái này. Thì ngoài ra cái Roland này nó cũng tích cho mình cái Bluetooth. Bluetooth nó có công dụng gì? Thì cái đây là công dụng của nó, đây là tiếng piano. Và khi mà mình sử dụng cái thằng này mình có thể đổi được cái tiếng này luôn. Đó là cái công dụng cơ đầu tiên. Đó là công dụng của thằng này. Đại khái nó là để chỉnh những cái tiếng mà cái đàn này nó tích sẵn ở trên cái ứng dụng. Đấy, đấy là toàn bộ những cái mà mình chia sẻ cho các bạn. Đó là việc cơ bản về cái đàn này, rất ngắn gọn. Tóm tắt sơ bộ về cái dòng này. Còn nếu như các bạn muốn tham khảo nhiều hơn và để mình phân tích nhiều hơn thì các bạn có thể đến với showroom hai cái chi nhánh, đó là số 69 đường Trần Tây Nghĩ, phường 7, quận Gò Vấp, và một cái chi nhánh đó là 3146 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thì mình có thể tư vấn và phân tích rõ ràng hơn cho các bạn về những cái
nguyên lý và những cái ứng dụng và những cái công nghệ mà nó tích vô cái đàn này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye.